Hiện nay học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 của thành phố Hồ Chí Minh thì hơn 107.000 học sinh và đã có 92.000 hơn 92.000 học sinh đăng ký vào các trường công lập của thành phố với nguyện vọng. Và như vậy đạt chỉ tiêu là 85,8%. Còn lại hơn 10.000 học sinh thì không đăng ký, các em đã chủ động chọn các loại hình khác về có thể học nghề hoặc là các loại hình ngoài công lập hoặc là du học. Nên là số đăng ký hiện nay chính thức là 92.000. Trong đó thành phố sẽ lấy chỉ tiêu là 70.000 học sinh để vào học các trường công lập. Như vậy còn khoảng hơn 20.000 các em sẽ học các loại hình khác nhau của thành phố. Thứ nhất là có các cơ hội để học sinh có thể tiếp cận các cái loại hình học, nhất là các trường nghề, trung cấp nghề thì hiện nay thành phố có 60 trường trung cấp nghề. Khi các em không học lớp 10 thì có thể học nghề tại các trường này. Và các cái trường nghề này cũng đảm bảo được khoảng 30.000 học sinh có thể học nghề. Loại hình thứ hai là loại hình trường ngoài công lập với 90 trường ngoài công lập cũng đáp ứng được chỗ học khoảng gần 30.000 học sinh và học lớp 10 trên địa bàn thành phố. Và loại hình thứ ba là trung tâm giáo dục thường xuyên. Gần 30 trung tâm giáo dục thường xuyên cũng sẽ đáp ứng được 10.000 chỗ học cho học sinh lớp 10 tại thành phố. Trong năm học vừa rồi thì cũng có một thời gian là các em học trực tuyến. Thứ nhất là về cái kiến thức thì các em cũng đã tiếp cận đầy đủ, được học đầy đủ. Tuy nhiên về cái tình hình học trực tuyến thì cũng còn nhiều cái hạn chế, cũng ảnh hưởng đến việc học của các em. Cho nên cái việc ra đề thi tuyển sinh cũng sẽ là một vấn đề sở cũng cần nghiên cứu để sao phù hợp với trình độ, phân biệt được trình độ năng lực của từng em để các em đảm bảo được cái nguyện vọng của mình.